chỗ uống rượu không anh? Không, không chỗ uống rượu. Không hề chỗ uống rượu. Anh ngày xưa có một cái kỷ niệm tại sao anh không chỗ uống rượu, anh lại kể cho em nghe. Năm lớp 6, ở đây có một vài thằng bạn chơi cấp 2 chắc sẽ biết. Năm lớp 6 anh thích một bạn, bạn ấy cũng không cao hơn anh nhiều, ấy cao hơn khoảng 15 cm. Tại vì thời đấy con gái dậy thì trước phải liền. Mình thích bạn ấy, thích thật. Cái thời điểm lớp 6, quầy thích thế. Mà thời đấy làm gì đi học mẹ bị cho tiền đâu. Mẹ tôi là đi học là như Triều Tiên, không cho bất cứ một cái gì cả về tài chính. Thế thì mình dính, mình dính chắc. Hồi đấy mình dính hay lắm, mình dính được 50 ngàn. Tôi còn nhớ gần trường Trần Đại Nghĩa tôi ngày xưa là cái nhà sách Xuân Thu. Tôi đi bộ từ đấy ra nhà sách Xuân Thu, tôi mua được một cái tượng. Tôi nhớ là tượng con gì đấy, bằng kiểu bằng sứ ấy, tâm huyết. Sau đó tôi đi bộ về, không phải đi nữa mà là chạy, vì ra chơi có 15 phút thôi. Tôi chạy xong rồi tôi còn nhớ là tôi đứng trước cửa lớp, tôi chờ hết giờ ra chơi, tôi chờ bạn nữ đó lên. Xong tôi đứng trước mặt, tôi kêu bạn nữ xòe tay ra, xong tôi thả cái tượng vô tay bạn nữ, xong đi, tôi chạy đi. Tôi còn nhớ y nguyên cái cảm giác đó là nó trọn vẹn. Tôi sướng, đêm đó tôi về mà tôi như là trên mây vậy. Xong ngày hôm sau tôi phát hiện ra là thanh niên đội chữ đồ bóng rổ tặng bạn đấy đôi Nike. Thế là bạn liền ấy bỏ theo đội chữ đồ bóng rổ luôn. Từ đấy tôi chơi bóng rổ nè. Chuyện đó thôi. Một chất đánh bật tình yêu. À, có thật. Tôi đấy quen nhau được đâu 6 tháng. Xong rồi đôi đấy có vấn đề. Thì hồi đấy tôi nhớ là trên Yahoo nó có thanh status. Tôi nghi nghi rồi. Tôi nghi là hai người có vấn đề rồi. Vì cái bạn nữ đấy lúc mà bạn có bồ, thì tại vì hồi nhỏ mà, hồi nhỏ thì con gái không có kiểu tàn sát trái tim anh em mình như bây giờ, hiểu không? Tức là sẽ không có kiểu mà đã có bồ nhưng vẫn nhắn tin. Hồi đấy bạn có bồ là im luôn, bơ tôi luôn. Tôi thấy bạn mới đầu nhắn tin lại cho tôi biết có vấn đề, tôi biết có vấn đề, có vấn đề, có vấn đề, có vấn đề. Sau đó là hai người chính thức chia tay thật. À, sau đó tôi có thấy bạn ghi một cái caption ở trên Yahoo. Mấy bạn có biết cái thanh trạng thái của Yahoo ngày xưa không? Cái thanh mà mọi người hay làm cái chữ xanh lên á, người hay để là cái câu đó tôi nhớ luôn, cái câu là muốn vẽ mặt anh lên cát để cho sóng tác vỡ mặt anh ra. Ui, có hay vậy? Thế là biết rồi, thế là biết bom rồi. Thế là bạn nhắn tin lại với tôi. Nhưng lúc đấy là mình cũng đã khôn rồi. Mình cũng đã khôn, mình biết phụ nữ chỉ tìm đến mình như là một cái phương án dự phòng. Nhất quyết không đã dự bị, tôi chỉ đã dự bị trên sân băng thôi. Để trên đường tình yêu thì không nhé.